Dạ, bẩm đức vua, quẻ báo điềm gỡ. Ở phía đông nơi làng quê hẻo lánh, có xuất hiện chân mạng thiên tử. Đứa bé đó sau này sẽ là mối hiểm họa của ngôi báo và đất nước của ngài. Quan đường, làm sao có chuyện quan đường như vậy? Ngôi báo là của trẫm, gian sang này là của trẫm, một tên xuất thân thấp hèn, có thể thay ta làm thiên tử được chứ? Dạ bẩm, thần không dám nói sai nửa lời. Quẻ linh ứng còn báo đứa bé đó có điểm khác người để nhận dạng. Khác người thế nào? Dạ, khi sinh ra dưới lòng bàn chân đứa bé đó có ba nốt ruồi son. Đêm vừa mưa gió, ông muốn ở trọ hay là ở lại dùng bữa tối? Tôi muốn ở trọ một đêm. Yeah. Tôi đi cả ngày trời, chưa có gì bỏ bụng. Quán ông có gì ăn không? Giờ này á, chỉ còn ít cháo, ông hãy dùng tạm nha. Cũng được. Đây, mời ông dùng. Đang yên đang lành á, tự nhiên ổng mưa quá mạnh à. Kiểu này chắc phải đóng cửa nghỉ sớm, buôn bán gì nữa. Chắc anh rành hết dân trong làng này hả? Rành còn phải nói nữa. Vậy ông biết làng này có nhà nào sắp sanh con không? Biết chứ sao không. Nhà ông bà bảy lại chứ ai. Trời ơi, tội nghiệp ông bả lắm. Hai người á, sống với nhau bạc mái tóc rồi. Ai chỉ gì á, cũng làm hết. Thánh thần ở đâu á, cũng tới giàn giái. Vậy mà bây giờ mới có được đứa con đầu tiên á. Mà phải chi ông bà sống không phải, nói làm gì nữa. Đằng này á, hai vợ chồng rất là tốt bụng. Nhà ai có chuyện gì cũng ra tay giúp đỡ hết á. Sao tự nhiên trời đang mưa như trút mà tạnh ngang vậy? Trời này á, ngày càng lạ lùng mà. Ba, anh ba. Anh ba ơi. Ủa, ông bảy lại hả? Trời đất ơi, sao mà linh dữ vậy nè. Tôi mới nhắc ông xong đó. Mà bà bảy sanh xong chưa mà ông tới đây vậy? Bà mới sinh rồi. Hả? Bà mới vừa sinh ra nè, là tôi chạy tức tốc ra đây liền đó. Mừng quá anh ba ơi. Hai mẹ con đều khỏe hết đó. Mà chỗ anh có dầu tràm không? Cho tôi một chai lẹ lẹ giùm tôi. Tôi chạy về tôi còn có bà nữa. Xin cho hỏi, bà nhà sanh trai hay là gái? Dưới lòng bàn chân cháu có ba nút ruồi son không? Ông là ai vậy? Ta chỉ là đạo sĩ nghèo tình cờ đi ngang đây thôi. Gì hả? Bà vợ tôi sinh con trai, tôi chạy gấp quá cho nên chưa nhìn kỹ nữa. Mà nếu có thì có sao không hả? Nếu lòng bàn chân của thằng bé có ba nút ruồi son thì tương lai nó sẽ kết hôn cùng với công chúa nước này. Ông đừng giỡn nghe, mất công tai bay quả gió thì khổ thân tôi nữa. Tôi đĩa sao dám đeo cột đình được. Thôi, ông nhầm lẫn rồi đó. Ta không có giỡn, ta cũng không có nhầm. Nếu con trai của ông thật sự dí lòng bàn chân có ba nút ruồi son
thì đó chính là chân mệnh thiên tử. Sau này không những chỉ lấy công chúa mà còn trị vì cả thiên hạ nữa. Thiệt hả? Ủa, sao có chuyện lạ lùng tới như vậy được? Thôi thôi, để tôi chạy về cô thử nghe. Ông bảy, còn chạy vào ông bảy ơi, gì chạy lẹ dữ vậy? Chẳng lẽ điều ta lo sợ lại biến thành sự thật? Những lời tên đạo sĩ kia vừa nói để trùng khớp với những gì mà pháp sư trong cung đã tiên đoán. Không thể nào, sao lại có chuyện hoang đường như vậy chứ? Không lẽ là đúng như lời đạo sĩ nói sao? Cái gì vậy ông? Ủa trời đất ơi, có ba nút đùa thiệt nè bà. Trời ơi, hồi nãy á, tôi ra ngoài kia tôi gặp ông đạo sĩ. Ông nói là con mình dưới chân có ba nút đùi á, sau này nó là cái gì ta? Chân gì mà tôi quên mất tiêu rồi. Chân gì? Ông bị sao vậy hả? Nhưng nốt ruồi thì có gì đâu mà lạ. À, tôi nhớ rồi. Ông nói là chân mệnh thiên tử, sau này á, con mình hả, cưới được công chúa đó, nó có ba nốt ruồi này thì nó sẽ làm vua. Vua của cái làng này. Không phải, vua của cả thiên hạ này luôn đó bà. Con trai ông ơi. Hả? Ông bị cái gì vậy? Ôi. Bệ hạ. Sao? Hạ thần đã dâng lời ngài, bám theo sát tới nhà hắn và chứng kiến hết mọi việc. Đứa bé sinh ra trong nhà đó, quả đúng là có ba chấm ruồi son ở dưới lòng bàn chân. Ta không tin có chuyện ngược ngạo như vậy. Trời có sập thì cái thằng nhỏ quê mùa đó cũng không bao giờ lấy được con gái của ta, giờ lại còn làm vua của vương quốc này. Hỗn xược, lao thoét. Thưa bệ hạ, thần nghĩ có thể pháp sư trong cung và lão đạo sĩ đó chỉ nói đúng về nhân dạng của thằng bé. Nhưng còn tương lai của nó, biết đâu lão chỉ bề đặt thêm thì sao? Hay là bệ hạ hãy để thần theo dõi nó từ từ, rồi sau này ra tay vẫn chưa muộn. Người nói cũng có lý. Về nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta sẽ hồi cung sớm. Tuân lệnh. Các người dám? Ta là vua mà các người dám vô lễ với ta? Trước đây thôi, còn bây giờ á, ta mới là vua nè. Ngươi lính đâu? Trục xuất hai kẻ này ra khỏi cung cho ta. Nè, bên ra, bu ra, không được vô lễ, bu ra. Không, giết nó cho ta, giết nó cho ta. Bệ hạ, có chuyện gì vậy bệ hạ? Giết nó cho ta. Người nói gì? Giết ngay thằng nhỏ có ba nốt ruồi son ở lòng bàn chân đó cho ta. Có nghe chưa? Dạ bẩm. Bẩm cái gì? Người dám cãi lệnh ta sao? Ta vừa nằm mơ thấy nó cưới con gái ta và chiếm lấy ngai vàng của ta. Trời ơi. Dạ bẩm,
đó chỉ là giấc mơ thôi, thưa bệ hạ. Mơ hả? Mơ mà chân thật vậy sao? Thật kinh khủng quá. Ta thấy rõ ràng nó chiếm ngai vàng của ta, đuổi ta và hoàng hậu ra khỏi hoàng cung, thật là thê thảm. Không phí lời nữa, giết chết nó cho ta. Nếu không làm được thì đừng quay về gặp ta nữa, biết chưa? Tuân lệnh. Không thù không oán gì con cả, nhưng số phận buộc ta phải lấy mạng của con, coi như kiếp này cô dẫn số. Mong kiếp sau con sẽ bình an và gặp nhiều may mắn hơn. Ta đang làm cái gì vậy? Mình có còn là con người nữa không? Thằng bé cũng ngây thơ, dễ thương như con của mình. Nó có tội tình gì mà mình phải giết nó chứ? Nhưng mà nếu ta không giết nó thì nhà vua sẽ giết ta. Bây giờ ta phải làm sao đây? Phải rồi, ta đã có cách. Con hãy đi mau đi, ta chỉ cứu được con lần này thôi, còn tương lai con ra sao thì tùy thuộc vào con hết. Người về rồi à? Mọi chuyện tốt chứ? Tâu bệ hạ, thần đã thực hiện xong nhiệm vụ mà bệ hạ đã giao. Đây là trái tim của thằng bé đó, người hãy xem đi. Tốt lắm. Vậy là từ nay ta có thể yên tâm ngủ ngon rồi. Ngươi thật không hổ danh là người thân cận nhất của ta. Bây giờ thì ngươi lui ra đi. Nhớ, đừng hé môi cho ai biết chuyện này, biết chưa?
Thần tuân lệnh. Cũng may là nhà vua quá phấn khích nên không nhận ra đó là trái tim của con nai. Nhiệm vụ của mình coi như đã xong, chỉ mong cho thằng bé được ai đó tốt bụng giúp đỡ và nuôi nấng. Nhà con đến trời ơi. Ông ơi, ông ơi. Gì đó? Trời ơi ông ơi. Gì? Nè, trời ơi, ra đây lẹ lên. Trời đất ơi. Sao mày dám ăn cắp con của người ta? Trời ơi, ở đây có con nít của ai đâu mà ăn cắp.